Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Tin Mới xin chuyển đến quý vị khán giả về những ảnh hưởng của bão lũ tới kinh tế Trung Quốc. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Trung Quốc cắt giảm sản lượng ngô giai đoạn 2022-2023 vì nguy cơ bão, thấy gì từ năm trận ngập lụt lớn nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1997. Kinh nghiệm ứng phó lũ của Trung Quốc có thể áp dụng cho Pakistan. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc mới đây đã có những động thái cho thấy ảnh hưởng khá nghiêm trọng của bão và lũ lụt tới ngành nông nghiệp của quốc gia này. Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn Trung Quốc mới đây đã nâng dự báo nhập khẩu ngô cho cả niên vụ 2021-2022 và 2022-2023 với lượng lớn nguồn cung đến từ Hoa Kỳ. Theo một báo cáo được công bố trên trang web của họ hôm thứ Bảy vừa qua, họ cũng hạ triển vọng về sản lượng ngô trong niên vụ mới, bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 9 năm 2022, sau khi liên tiếp 3 cơn bão đổ bộ vào vùng đồng bằng Bắc Bộ của đất nước. Nhập khẩu ngô trong niên vụ 2021-2022 là 9 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với dự báo hồi tháng trước, trong khi nhập khẩu ngô 2022-2023 dự kiến đạt 9 triệu tấn, tăng so với ước tính 5 triệu tấn của tháng trước. Bộ cho biết có sự gia tăng đáng kể những lô hàng hóa tới từ Mỹ. Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu ngô của Mỹ gần đây trong bối cảnh nguồn cung trong nước đã bị thắt chặt và Bắc Kinh nỗ lực hoàn thành thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã ký vào tháng 1 năm nay. Bản báo cáo ước tính cung và cầu nông nghiệp Trung Quốc hàng tháng cho biết sản lượng ngô niên vụ 2021-2022 đạt 265.000 tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với dự báo. Theo báo cáo, Trung Quốc cũng hạ dự báo sản lượng dầu ăn trong năm 2022-2023 xuống 27,65 triệu tấn do nhập khẩu hạt cải dầu giảm. Đồng thời, sau đợt mưa lũ, chất lượng và sản lượng ở một số khu vực bị ảnh hưởng. Dự báo về sản lượng nhập khẩu với tiêu thụ đậu tương trong năm 2022-2023 vẫn giữ nguyên. Sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, lũ lụt đang gây ra những xáo trộn và bất ổn cho chuỗi cung cầu đang trên đà lấy lại sức sống ở Trung Quốc và lũ lụt sẽ ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản hiện tại như thế nào? Liệu nó có một lần nữa làm gián đoạn động lực kinh tế đang tăng lên từng quý hay không? Hãy cùng chúng tôi nhìn lại 5 trận lụt lớn nhất kể từ năm 1997 ở Trung Quốc để hiểu rõ hơn về con đường phía trước của quốc gia này. Tân Hoa Xã đưa tin các trận lũ lụt do mưa lớn gây ra ở Trung Quốc năm nay đã ảnh hưởng đến khoảng 54,8 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh tính đến cuối tháng vừa qua và buộc khoảng 3,76 triệu người phải di rời khẩn cấp. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, khoảng 368.000 ngôi nhà bị hư hại, với thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,66 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, kể từ năm 1997 đã có 5 trận lũ lụt lớn ở Trung Quốc, đó là vào các năm 1998, 2003, 2010, 2013 và 2016. Các trận lũ lụt năm 1998 xảy ra trên lưu vực sông Trường Giang và sông Tùng Hoa với các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai chính là Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hắc Long Giang. Đợt lũ chính này có đặc điểm là lũ xảy ra đồng thời trên các lưu vực sông lớn trên cả nước, kéo dài trong khoảng thời gian dài và lặp đi lặp lại. So với 4 trận còn lại, trận lũ lụt này có tác động sâu sắc nhất vì tỷ lệ thiệt hại kinh tế trực tiếp so với GDP, số người thiệt mạng và số vụ sập nhà cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Các trận lũ lụt năm 2003 hầu hết diễn ra ở lưu vực sông Hoài Hà và sông Hoàng Hà, đổ bộ vào các tỉnh nông nghiệp lớn như là An Huy, Giang Tô, Hà Nam, Sơn Đông và Thiểm Tây. Lũ năm 2003 đã ảnh hưởng lớn nhất đến sản xuất nông nghiệp, diện tích bị thiên tai lên tới 20,36 triệu hecta, đứng đầu trong 5 trận lũ lụt. Lũ lụt năm 2010 lại tiếp tục xảy ra, chủ yếu ở lưu vực sông Trường Giang và sông Tùng Hoa. Các tỉnh bị ảnh hưởng là Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Số người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế đều cao nhất kể từ đầu thế kỷ mới cũng như thiên niên kỷ mới.
Lũ lụt năm 2013 xuất hiện chủ yếu ở các vùng cực Nam và cực Bắc của Trung Quốc, có sức tàn phá lưu vực sông Trường Giang ở miền Trung đất nước là tương đối nhỏ. Lũ lụt năm 2016 tập trung ở lưu vực sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Số người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế là tương đối nhỏ, nó cũng là đợt lũ giống nhất với các trận lũ lụt xảy ra trong năm nay. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do 5 trận lũ lụt lớn gây ra chỉ chiếm chưa đến 3% GDP trong những năm tương ứng. Với sự gia tăng về quy mô kinh tế và khả năng phòng chống lũ lụt, tác động của lũ lụt đối với nền kinh tế cả năm 2016 là dưới 0,5%. Hiện tại, chi tiêu cho hành chính hàng năm cho các dự án thủy lợi lớn của đất nước được duy trì ở mức hơn 60 tỷ nhân dân tệ. Do đầu vào liên tục ở quy mô lớn trong lĩnh vực phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai, tỷ lệ thiệt hại kinh tế trực tiếp trong GDP của Trung Quốc do lũ lụt gây ra trong những năm gần đây đã giảm từ khoảng 2,5% trước năm 1998 xuống còn khoảng 0,5%. Trong số 5 đợt lũ lụt kể từ năm 1997, thiệt hại kinh tế trực tiếp của 2 đợt lũ lụt gần đây chỉ chiếm 0,5% GDP cả năm và tác động của lũ lụt đối với tổng thể kinh tế là tương đối nhỏ. Một nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính Sùng Dương Trung Quốc cho biết, Pakistan trong nỗ lực khắc phục những thiệt hại do lũ lụt và mưa liên tục gần đây, có thể học hỏi thêm kinh nghiệm của Trung Quốc để xử lý tình hình hiệu quả hơn. Thông tin từ mạng lưới kinh tế Trung Quốc CNN, một học giả sau khi đúc rút từ tình hình thực tế tại Trung Quốc đã đưa ra một số đề xuất về cách đối phó với tình hình cho nước láng giềng Pakistan, rằng trước tiên nên thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm và sau đó xây dựng thêm các cơ sở dự trữ nước ở khu vực có nguy cơ lũ lụt cao. Pakistan cần tính toán dữ liệu dòng chảy của sông và tính toán lượng nước chảy vào sông Ấn cũng như các nhánh của nó, khả năng hấp thụ của địa hình, quy mô trải rộng của các thảm thực vật, tiềm năng của năng lượng mặt trời trên toàn bộ lưu vực sông Ấn và hơn thế nữa. Dòng sông này chảy từ vùng Tây Tạng qua biên giới Tây Nam Trung Quốc sang Ấn Độ và Pakistan. Nếu có một hệ thống để nhập dữ liệu và xử lý nó, đó sẽ là điều tốt nhất. Giáo sư Chu Vinh, thành viên của Viện Nghiên cứu Tài chính Sùng Dương trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng gợi ý rằng nên có một hệ thống đặc biệt ở Pakistan để cho biết lượng mưa dự kiến sẽ có và ở đâu. Lượng nước sẽ tích tụ, sẽ chảy ra ở khu vực nào và dòng chảy của sông tại mẫu trạm thủy văn hàng ngày. Ông nói thêm rằng Pakistan có thể tự lực vượt qua lũ lụt mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của quốc tế. Hứng chịu 3 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào vùng Đông Bắc trong khoảng cuối tháng trước đầu tháng này, Trung Quốc cho rằng Pakistan cần phải dự đoán lượng mưa thật chính xác, ngay cả khi họ đang phải đối phó với những hình thái bão bất thường. Nhưng để dự đoán dòng chảy tại các vị trí chính xác thì cần phải có dữ liệu dòng chảy của sông từ các cấu trúc thủy văn trên hệ thống sông Ấn. Do đó, Pakistan nên phát triển một tổ chức hoặc công cụ đặc biệt để cập nhật các báo cáo hàng ngày với đầy đủ thông tin từ trang web của Cục Khí tượng Pakistan. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 lần đổ bộ vào Chiết Giang và Thượng Hải, bão số 5 cơn bão lớn nhất tấn công Trung Quốc trong năm nay, tính đến thời điểm này được dự báo là sẽ tiếp tục đổ bộ lần 3 vào bán đảo Sơn Đông của nước này. Sau khi đổ bộ vào Chu Sơn, Chiết Giang vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày thứ Hai, cơn bão số 5 của Trung Quốc trong năm nay đã đổ bộ tiếp vào bờ biển Phụng Hiển, Thượng Hải vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng thứ Ba với sức gió tối đa gần tâm bão giật cấp 12. Theo cơ quan khí tượng thành phố, bão số 5 là cơn bão mạnh nhất khi đổ bộ vào Thượng Hải trong số 10 cơn bão tấn công trực tiếp thành phố này kể từ năm 1949. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bão số 5 đã di chuyển vào tỉnh Giang Tô và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng thứ Ba, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã hạ cảnh báo bão từ màu đỏ, mức cao nhất xuống màu vàng, mức thứ Hai trong 4 cấp. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng nước này, bão số 5 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h và có thể tiếp tục đổ bộ lần thứ 3 vào bờ biển phía Nam bán đảo Sơn Đông vào đêm nay. Trong ngày thứ Hai, giao thông và các lớp học ở nhiều địa phương của Trung Quốc đã bị đình chỉ. Hơn 1,2 triệu người ở Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang miền đông nước này đã phải sơ tán sau báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất đầu tiên trong năm, được Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ban bố sáng cùng ngày đối với bão số 5. Là cơn bão mạnh nhất trong năm đổ bộ vào Trung Quốc cho đến nay, bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến 12 tỉnh thành phố nước này, khiến nhiều địa phương có nguy cơ mưa to và dông lốc. Tổng lượng mưa một số khu vực dự kiến đạt 50mm đến 150mm từ thứ Hai đến thứ Tư, có nơi lên đến trên 350mm
Các chuyên gia cảnh báo với sức tàn phá mạnh, bão số 5 có thể gây ra những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh cũng như nước biển dâng cao ở Chiết Giang, Thượng Hải và Giang Tô. Do vậy, cần giảm thiểu tác động tiêu cực của gió mạnh và mưa bão đối với hoạt động đô thị, vận tải, khai thác thủy sản và các cơ sở nuôi trồng xa bờ cũng như công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến 6 giờ sáng thứ Ba, khoảng 426.000 người ở Thượng Hải đã được di rời. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt thành phố đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2 vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Hai. Gần 838.000 người cũng phải di rời ở Chiết Giang tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, theo truyền thông địa phương. Các cảng dọc bờ biển Chiết Giang và Thượng Hải đã phải đóng cửa các bến tàu. Nhiều tuyến đường thủy ở thành phố Ninh Ba, Chiết Giang và Thượng Hải, cũng như các tuyến xe lửa ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử cũng bị đình chỉ. Do ảnh hưởng của bão, các sân bay ở Ninh Ba, Chu Sơn và Thái Châu ở Chiết Giang đã hủy tất cả các chuyến bay trong ngày thứ Hai, trong khi tất cả các chuyến bay chở khách đến hoặc đi từ sân bay Phố Đông và sân bay Hồng Kiều của Thượng Hải bị hủy sau 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Ngày thứ Ba, một số thành phố ở Chiết Giang như Gia Hưng, Ninh Ba, Chu Sơn vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.